gian sau việc lồng lộn giữa đám cưới Nam Thư, Nam Em và BB Trần gây bất ngờ về ngoại hình. Tối 17 tháng 6, Nam Thư tổ chức họp báo ra mắt dự án web drama Ai Là Người Thứ Ba. Sự kiện được trang trí như một lễ cưới đặc biệt là sự tham gia của rất nhiều sao Việt nổi tiếng hiện nay. Nam Thư diện đầm vàng nổi bật, thu hút sự chú ý của khán giả và truyền thông đến sự kiện. Bơm lịch lãm với áo vest, anh tạo dáng tình tứ với Nam Thư như một cặp đôi cô dâu chú rể thứ thiệt. Văn Anh, Tú Vi bồng con đến dự, Tú Vi là một trong ba diễn viên chính của phim Ai Là Người Thứ Ba. Sau ồn ào bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh cũng có mặt để chúc mừng Nam Thư, anh vẫn ăn mặc giản dị bình dân. Lệ Quyên cũng bất ngờ xuất hiện, cô diện váy cưới và thể hiện ca khúc nhạc phim, xem như ta chưa từng, Lệ Quyên tiết lộ, đây là lần mặc váy cưới đẹp nhất của mình. MC Lưu Hà Trinh đầm thắm với đầm trắng, cô là MC chính của họp báo. Nam Em xuất hiện với sự ngỡ ngàng, cô nhuộm tóc vàng hoe, thân hình nuột nà, diện đầm trắng ôm sát người thu hút mọi ánh nhìn. BB Trần ôm hoa đến chúc mừng thập tứ, anh tiết lộ, đây là bó hoa fan tặng cho anh. Quan sát kỹ sẽ thấy BB Trần gầy hơn rất nhiều, mặt xương và thân hình gầy gò khiến không ít khán giả có mặt ngày hôm đó bàn tán. Quang Trung cá tính điển trai đi cùng Buka. Lúc Vinh, đạo diễn chính của phim. Vợ chồng Beso, dàn sao Việt lồng lộn giữa đám cưới Nam Thư, Nam Em BB Trần gây bất ngờ về ngoại hình của mình. Sau cánh gà lộng lẫy, nhiều mỹ nhân Việt chưa thể sinh con vì bệnh tật. Con cái là điều mà đôi vợ chồng nào cũng mong chờ nhưng không dễ dàng có được. Kylie là diễn viên nổi tiếng quen mặt với khán giả truyền hình phía Nam qua hàng loạt bộ phim như Cổng Mặt Trời, Sóng Gió Cuộc Đời, Kiều Nữ và Đại Gia, Hàng Mặt Tử, Mùa Chim Én Xôn Xao. Năm 2016, cô kết hôn cùng đồng nghiệp Thanh Duy, cả hai được nhận xét là cặp đôi ăn ý trong giới nghệ thuật. Tuy nhiên, sau 3 năm kết hôn, nữ diễn viên vẫn chưa có con do phát hiện có khối u nhỏ tuyến giáp, chưa biết lành hay ác. Kylie lý giải, thực ra khi có khối u, nhiều phụ nữ vẫn có thể mang thai, nhưng khả năng hên xui rất cao. Nếu u lành thì không sao, nhưng nếu u ác tính sẽ di căn, ảnh hưởng đến việc mang thai. Vợ chồng nữ diễn viên không phải không thể sinh con vì hiếm muộn mà vì chưa thả do bệnh ở tuyến giáp. Cuối năm 2018, Kylie thông báo tin vui khi tiết lộ, tôi đã mổ xong tuyến giáp được vài tháng, kinh tế ổn định nên sẵn sàng chào đón thành viên mới. Không nhất thiết chờ đợi thêm, những lúc rảnh rỗi tôi qua nhà Thúy Diễm hay Tú Vi cưng em bé cho đỡ thèm, sẵn học thêm nhiều bí kíp kinh nghiệm duyệt bầu bì. Tôi mong sinh con gái đầu lòng, sau đó thêm một cu cậu cho đủ nếp đủ tẻ. Trúc Diễm, tháng 2, 2015, Trúc Diễm hạnh phúc lên xa hoa về nhà chồng, cùng ông xã Việt Kiều. Tính đến nay đã hơn 3 năm kết hôn, cặp đôi sống vô cùng hạnh phúc viên bản bên nhau, nhưng Trúc Diễm vẫn chưa mang thai. Nhiều năm trước đây, khi được hỏi về kế hoạch sinh con, Trúc Diễm đều cho rằng cô thuận theo tự nhiên, khi nào có sẽ đón nhận. Thời gian vừa qua, người hâm mộ vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy hình ảnh khác lạ của người đẹp Trúc Diễm. Gương mặt sưng phù, mắt lồi to khiến nhiều người nghi vấn có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, lý do Trúc Diễm đưa ra lại gây xót xa. Cô bị phát hiện bệnh cường giáp khiến sức khỏe giảm sút suốt 2 năm qua. Căn bệnh còn khiến cô không thể sinh con dù đã kết hôn từ năm 2015. Trúc Diễm cho biết cô gặp phải rất nhiều áp lực khi bạn bè hỏi, mẹ chồng nhắc nhở về chuyện vẫn chưa có con. May mắn ông xã Trúc Diễm luôn ở bên chăm sóc động viên vợ. Ngoài việc ở bên cạnh động viên thì anh cũng thường dẫn tôi đi du lịch cho khuây khỏa. Tôi nhớ nhất một câu nói mà chồng mình từng nói với tôi, từ nay em cứ lo nghĩ cho bản thân và sức khỏe của mình, những chuyện khác không còn là điều quan trọng. Trúc Diễm thừa nhận việc mắc bệnh là nguyên nhân khiến vợ chồng cô chậm chuyện con cái. Qua năm 2019, sức khỏe ổn định hơn, khả năng sinh nở dễ kiểm soát hơn nên Trúc Diễm hy vọng sớm có tin vui trong năm nay. Harry Won, 3 năm sau khi kết hôn, cặp đôi nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt hiện tại Trấn Thành Harry vẫn đang nợ người hâm mộ một tin mừng. Trong một chương trình truyền hình, Harry đã tiết lộ một phần lý do vợ chồng cô chưa mang thai là bởi người đẹp từng bị ung thư cổ tử cung. Liên quan đến bệnh tình của Harry Won, Trấn Thành cho biết, tôi đón nhận điều đó rất bình thường bởi tôi luôn quan niệm bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với chúng ta. Dù cô ấy như thế nào, tôi vẫn yêu cô ấy thôi. Và tôi nghĩ ngược lại, chắc gì tôi đã không bệnh trước cô ấy. Năm 2018 vừa qua là năm cột mốc để Harry Won biết được căn bệnh của ác này có tái phát hay không. Và ở thời điểm hiện tại 2019, rất nhiều người đang mong chờ một cái kết có hậu cho cặp đôi. Nghi vấn Harry Won mang thai thời gian gần đây đã được đại diện nữ ca sĩ phủ nhận, nhưng khán giả vẫn mong cặp đôi sớm báo tin vui.
Tình cũ Mai Tài Phến vướng nghi án hẹn hò. Sau nữ đình đám này, Hương Tràm khoe căn biệt thự sang trọng. Cô đã đầu tư khá nhiều công sức và tiền bạc cho không gian sống tại thành phố để có được không gian thoải mái cho bố mẹ. Cô khiến mọi người suýt xoa khi còn khá trẻ đã có được khối tài sản lớn như thế này mà không phải ai cũng có thể làm được. Mới đây nhất, cộng đồng mạng cực hoang mang trước thông tin Mỹ Tâm Mai Tài Phến hẹn hò với nhau sau những dự án kết hợp. Ngay lúc này đây, khán giả tò mò không biết phản ứng của Hương Tràm như thế nào khi tình cũ Mai Tài Phến hẹn hò với một đàn chị trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên, giọng cam gái mưa không có động tĩnh nào, thay vào đó cô chia sẻ với người hâm mộ cận cảnh căn biệt thự quận 2 mà nữ ca sĩ vừa thực hiện xong. Cụ thể Hương Tràm tâm sự: "Chúng ta nhận một căn nhà thô có phần xác, người nghệ sĩ dù có lợi thế về con mắt nghệ thuật vẫn cần những người đồng hành thấu hiểu để thổi phần hồn vào tác phẩm lớn cuộc đời mình. Với Tràm thì chặng đường để có được một ngôi nhà xinh đẹp từ mọi góc nhìn cũng không khác gì cách mình chinh phục một live show. Nếu chúng ta chỉnh chu từ những thứ nhỏ nhất thì rõ ràng thành quả sẽ thay đổi cả cách nhìn của rất nhiều người xung quanh, đặc biệt là những người làm việc bên cạnh mình. Đó là cái nhìn về sự cầu toàn, trách nhiệm mà chúng ta vẫn nhắc nhau mỗi ngày, nhưng thực hiện được lại là điều hoàn toàn khác. Chăm lo cho không gian sống của mình cũng gần như cách bạn chăm sóc cho người mình yêu. Đến khi căn nhà hắt hơi sổ mũi, mình lại phải dành nhiều thời gian để hiểu và chăm cho nàng, từ đó lại yêu và thương nàng ấy nhiều hơn." Nữ ca sĩ tậu nhà mới vào tháng 2 2018, tuy nhiên cô không ở ngay mà dành rất nhiều thời gian cho việc trang trí nội thất. Từ ngoài cổng bước vào sẽ có vườn hoa và hồ cá. Rất nhiều hoa và đèn độc đáo được đặt rất nhiều nơi trong nhà của người đẹp. Hương Tràm dành khá nhiều không gian để làm nơi tụ tập với người thân, bạn bè. Căn phòng chứa ngập hàng hiệu phụ kiện nước hoa của nữ ca sĩ. Phòng ngủ cũng là nơi cô trưng bày nhiều sách, giải thưởng và các món quà. Cô còn dành cả một căn phòng lớn để làm nơi tập thể dục và luyện thanh. Quang cảnh thật thoáng mát trong lành mà cả gia đình sẽ sinh sống. Như lời chia sẻ của Hương Tràm thì ngay khi căn nhà được hoàn thành cũng là lúc cô chuẩn bị đáp chuyến bay sang Mỹ. Đây là nơi dành tặng cho bố mẹ của nữ ca sĩ. Để có một không gian sống tốt, cô đã cùng nhà thiết kế nghiên cứu rất nhiều, từ sở thích, diện tích đến những phân tích về phong thủy, tuổi tác, mệnh, mục đích muốn hướng đến. Để chủ nhân phải cảm thấy mình được giải tỏa căng thẳng, luôn thoải mái ngay chính ngôi nhà của mình. Nghiện dao kéo, Lê Giang đã thay đổi như thế nào sau 18 năm? Lần đầu tiên Lê Giang đụng tới dao kéo là năm 29 tuổi. Sau đó cứ gặp chuyện buồn là Lê Giang lại tìm đến dao kéo để đổi vận. Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân là một nghệ sĩ hát cải lương. 15 tuổi Lê Giang là đào chính các gánh hát tỉnh miền Tây. 18 tuổi Lê Giang gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và nhận chiếc huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc đầu tiên với vở Dòng sông Đầm Lầy. 2 năm sau, Lê Giang kết hôn với nghệ sĩ hài Duy Phương. Thời điểm đó, sân khấu cải lương cũng bắt đầu đi xuống. Trong khi thời của tấu hài nổi lên, Lê Giang rút khỏi sân khấu cải lương theo chồng đi tấu hài khắp nơi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Lê Giang và Duy Phương tan vỡ sau 7 năm nên duyên chồng vợ. Chia tay Duy Phương vì điều kiện kinh tế khó khăn nên Lê Giang buộc phải để lại con cho chồng nuôi và bắt đầu lại sự nghiệp. Khi vừa được khán giả đón nhận thì Lê Giang đột ngột kết hôn với một Việt kiều Úc, bỏ nghề theo chồng sang định cư nước ngoài. Những tưởng cuộc đời Lê Giang sẽ hạnh phúc, nhưng ở cuộc hôn nhân này, chị cũng phải ngậm ngùi chia tay sau những tháng ngày vất vả mưu sinh bằng nghề nail. Lê Giang ở thời điểm hiện tại, sau khi vừa tân trang lại, nhan sắc khác lạ của Lê Giang khiến con trai chị, diễn viên Duy Phước không nhận ra. Năm 2016, Lê Giang trở về nước sau khi chia tay người chồng thứ hai. Bởi quá đau khổ trong chuyện tình duyên cũng như đời sống chật vật, Lê Giang đặt niềm tin của mình vào chuyện tâm linh. Chị tin rằng sửa đổi nhan sắc sẽ sửa đổi phong thủy vận số, sẽ giúp cuộc đời chị sang một trang mới tốt hơn. Và đó là lý do lần đầu tiên Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ. Năm đó Lê Giang 29 tuổi. Trải qua 18 năm, cuộc sống Lê Giang giờ đây khác rất nhiều. Tưởng trở lại nghề sau bao nhiêu năm vắng bóng, khán giả sẽ không đón nhận, nhưng Lê Giang rất đắt show và có một lượng người hâm mộ đáng kể. Chẳng những hạnh phúc với bạn trai là doanh nhân có tiếng ở Sài Gòn, cuộc sống chật vật của chị cũng thoải mái hơn. Cũng chính bởi điều đó càng khiến Lê Giang thêm chắc chắn niềm tin của mình là đúng. Bởi vậy, mỗi khi gặp chuyện gì buồn, xui xẻo trong công việc, cuộc sống, Lê Giang phải đi sửa một cái gì đó trên người. Hơn nữa, sau mỗi lần chỉnh sửa được, mọi người khen trẻ đẹp, Lê Giang càng thích hơn. Thói quen đó vô tình khiến Lê Giang nghiện phẫu thuật và như trở thành con người khác hoàn toàn sau 18 năm đụng tới dao kéo. Lê Giang thời chưa dao kéo với vẻ đẹp hồn nhiên và trong sáng. Mặc dù là mẹ hai đứa con, nhưng Lê Giang vẫn vô cùng trẻ trung, nét trẻ con vẫn còn trên khuôn mặt.
Một Lê Giang cực kỳ quyến rũ, ánh mắt hút hồn, gương mặt tự nhiên sau lần giao kéo đầu tiên là sửa mũi. Và Lê Giang của sau này cứ mỗi lần buồn hay gặp chuyện không may trong cuộc sống, chị lại tìm đến giao kéo để sửa cho hết xuôi, đôi mắt đã không còn vẻ tự nhiên quyến rũ nữa. Và sau lần sửa gần đây nhất, Lê Giang sửa cả mũi, mắt và miệng.